Bước đầu tiên để cài đặt điệu của đàn Kettman SV800, các bạn hãy vào đường link trên web chính thức của Kettman, kettman.co.uk và vào SV800, kéo xuống phần download, tải xuống thư mục có tên là SV800 Firmware Update Version 9.1.2. Các bạn lưu ý là hãy tải file xuống USB để cắm vào đàn. Link update mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video để các bạn dễ dàng truy cập. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm USB vào đàn nhé. Các bạn lưu ý là mình sẽ không bật nguồn đàn lên lúc này nhé. Rồi thì sau khi đã cắm USB, các bạn sẽ bấm giúp mình ba tổ hợp phím là Store 1 và 3, nhấn giữ đồng thời và bật nút nguồn. Và bây giờ trên màn hình sẽ hiển thị cửa sổ update. Ở bên trái phía current này, đó chính là cái version cũ, và ở bên phải là version mới 9.1.2 mà chúng ta sắp tới sẽ update. Thì ở trên cây đàn này thì mình đã nâng cấp rồi nên hai phiên bản này sẽ tương đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm start update để cho quá trình bắt đầu. Hãy bấm ok nhé. Các bạn lưu ý là trong quá trình mà cài đặt á, thì mình sẽ đảm bảo nguồn điện và không rút USB ra bất chợt nhé, sẽ ảnh hưởng tới quá trình cài và sẽ có thể bị lỗi cái đàn. Quá trình cài á, thì sẽ rơi vào khoảng từ 5 tới 6 phút và nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ USB của các bạn nha. Hiện tại mình đang xài cái USB là 3.0. Mình sẽ tua nhanh quá trình cài đặt một chút nhé. Và bây giờ quá trình cài đặt đã hoàn tất thì đàn sẽ tự động khởi động lại nha các bạn. Để kiểm tra phiên bản cài đặt thì các bạn vào Global Setting, kế tiếp ở trên màn hình chính các bạn chọn vào Utility, chọn vào Config 4. Các bạn có thể nhìn vào phần Information ở phần Version, đây là phiên bản 9.1.2 là phiên bản mới nhất. Vậy là quá trình cài đặt đã thành công, và chúc các bạn cài đặt thành công phiên bản mới nhất của SV800 nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình cài đặt, các bạn có thể liên hệ hotline 0919768606 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.